Tôi nhìn tôi quay về người ta không có đón ra là bà đã làm gì hết. Trời, trông chân mệt quá.
túi của má có tóc lọc. Thời phong kiến đến nay đều có cai quản và quản lý các vùng đất hải đảo Đại Nam, nhất thống toàn đồ An Nam Đại Quốc Họa Đồ, còn này là hoàng triều trực tịnh Địa Dư toàn đồ. Đây là bản đồ đại khí tượng, bản đồ các đại khí tượng Đông Dương. Và đây chính là bản đồ mới nhất thời Đông Dương xuất phát. I love you, baby.
Thank you.